Truyện tranh Đội Sóc Nâu tập 4 Dàn Máy Tính. Giới thiệu các nhân vật trong Đội Sóc Nâu. Khanh tên rừng là Sóc Chăm Chỉ, là hướng đạo sinh hạng nhất, là đội trưởng. Khang tên rừng là Công Dịu Dàng, hướng đạo hạng nhì, là đội phó. Hân tên rừng là Gấu Vui Vẻ, hướng đạo hạng nhì. Kim tên rừng là Cò Tò Mò, hướng đạo hạng nhì. Bì Bò hướng đạo tăng sinh. Cơ sở in lụa uy tín. Lương tháng này của cháu đầy, cháu vụ việc tốt lắm, tháng sau chú sẽ tăng lương cho cháu. Dạ, cháu cảm ơn chú. Thưa mẹ, con đi mua dàn máy tính ạ. Nhờ ai đó rành máy xem cho cẩn thận rồi hãy mua, kéo sau này tốn tiền sửa đấy con ạ. Dạ, con sẽ nhờ anh của bạn con. La la la. Tội nghiệp thằng Thành nhà tôi, nó ao ước có được một dàn máy tính để học, bạn bè của nó ai cũng có. Tôi không có tiền mua máy cho nó nên hàng đêm nó đến phụ việc in lụa cho chú Tư, mỗi tháng lãnh được 400.000 đồng. Mỗi tháng nó đưa cho tôi 200.000 đồng, nó giữ lại một nửa. Suốt 5 tháng này, bây giờ nó mới có đủ tiền mua máy, nó mừng lắm. Máy đã qua sử dụng giá 1 triệu chắc cũng còn dùng tốt, từ từ mình nâng cấp sau. Có máy rồi, mình không phải đi nhờ các bạn. Mình sẽ thoải mái cài đặt những chương trình mình thích. Mình sẽ... Ơ, nhà kia sao lại bốc cháy khói dữ vậy? Cháy nhà rồi, bà con ơi, cháy nhà. Khu vực này ít nhà, không có ai tới ngay. Cứu cháu với, có một đứa bé trong nhà, làm sao bây giờ? Cứu cháu với, cháu lỡ làm đổ cái bếp dầu. Không có ai, mình phải cứu nó thôi. Mở cửa cho anh. Ơ, sao mình lại ngớ ngẩn thế? Nếu mở cửa được, nó đã chạy ra ngoài rồi, cần gì mình? Cứu em mau đi, nóng quá rồi nè. Cánh cửa chắc quá, rầm. À, có lỗ thông gió lớn, mình chui vào, ở trong nhà, mở cửa ra chắc là được. Đừng sợ, anh vào được rồi đây. Anh Khanh ơi, hình như có nhà cháy đằng kia kìa. Lấy túi cứu thương, dây, mền, nồi nấu ăn, rìu, nhanh lên các cậu. Đi chữa lửa mà lấy nồi nấu ăn theo làm gì nhỉ? Nhanh lên. Có ao nước, nhúng tất cả mền xuống cho ướt. Có ai trong nhà không ạ? À? Có, con bé Tì kẹt trong nhà, rồi có một cậu nào vào cứu cũng kẹt ở trong ấy luôn. Ở đây có đội cứu hỏa không ạ? À? Có người đi báo rồi. Vậy mình lo cứu những người bị kẹt trong ấy đó trước. Hân, phá cửa. Rầm. Rầm. Chúng tôi ở sau bếp nè. Cậu Hân vào với tớ, các cậu chuẩn bị tiếp ứng. Đội nồi lên đầu, mang rượu và chăn ướt theo. Vào đi. Thì ra cái nồi dùng để làm nón bảo hộ, dùng cái mền để mở đường. Cái cầu thang gỗ sập xuống chặn cửa nên cậu ấy không ra được. Phá vài cái xong trên tay cầm để lấy lối đi. Rắc, leo qua được rồi. Họ đây nè, em nóng quá. Quấn cái mềm ướt cho bé bớt nóng đi hơn. Ra ngồi nhanh lên. Rầm, không ổn rồi, dàn đà gỗ sập xuống chắn lối ra. Tìm lối khác đi. Phá cửa sổ được không? Cửa sổ có song sắt, phá không được đâu. Quay lại phá cửa sau. Cửa sau nhà này là cửa sắt đã bị khóa, tớ thấy rồi. Có anh Hân đây, đừng có sợ. Lát ra ngồi anh dẫn em đi ăn chè. Xèo. Có nước, đội cứu hỏa tới rồi. Khanh Hân, các cậu có thấy đường ra không? Xịt nước thẳng vào cửa trước, lấy lối ra cho chúng tớ. Đừng có xịt cầu vòng. Xịt, xèo. Có lối ra rồi, nhanh đi. Thoát rồi, bé đừng sợ nữa. Cậu chạy ra trước đi, tớ chạy sau để yểm trợ. Rắc, úi chết tớ, bịch. Cố gượng dậy, đừng ngã xuống đất. Ôi, tớ bị cản rồi. Nóng quá, áo tớ cháy rồi. Bàn cái mền vào đây. Mền đây. Rồi, đưa cậu ấy ra. Thoát. Ủa, đội cứu hỏa đâu? Họ chưa tới,
May mà bác này mang cái bơm nước tới, bơm nước dưới ao lên. Bà con tránh ra, đội cứu hỏa tới. May quá, cái máy bơm hết xăng. Cái lưng tớ đau quá, chà phóng nặng, phải đến bệnh viện thôi. Mình không sơ cứu gì sao, anh Khang? Không, chỉ sơ cứu ở độ phóng 1-2. Cậu ta bị phóng độ 3 rồi, mình không làm gì cả. Cậu ta giật áo ra, vải dính vào vết bỏng, kéo toạc vết bỏng ra lớn quá. Cậu đi xin một tấm chăn sạch, quấn cho cậu ta rồi đưa đến bệnh viện. Độ phóng 1, lớp da ngòi bị đỏ và phồng lên, chỉ cần thoa thuốc kem trị phóng rồi dùng gạt đã khử trùng băng lại. Độ phóng 2, vết phỏng đã ảnh hưởng tới vùng lớp dưới da. Chỗ da bị phóng rất đỏ và sưng phồng lên rất lớn như một quả bóng da. Chữa trị cũng như ở độ phóng 1, không ép băng quá chặt vì sẽ làm vỡ chỗ da phồng lên, dễ bị nhiễm trùng. Cho người bị phỏng uống thuốc giảm đau, nhưng nếu diện tích vết phỏng quá lớn thì phải đưa đến bệnh viện. Độ phóng 3, chỗ bị phỏng cháy đen vì da thịt, thậm chí cả xương cũng bị đốt cháy. Lấy vải sạch vắn quanh chỗ bị phỏng rồi đưa đến bệnh viện. Quang, cái áo của tớ. Cậu này, cậu bị thương mà không lo, lại lo cho cái áo. Không phải, gia tài của tớ nằm trong cái áo. Trời ơi, tiền dành dụm mấy tháng này để mua dàn máy tính trái tiêu rồi. Chuyện gì tính sau, cậu phải đến bệnh viện cái đã, để lau vết phỏng sẽ nhiễm trùng đấy. Tội nghiệp cậu Thành, vì cứu em bé kia mà mất hết cả số tiền dành dụm gần nửa năm. Cậu ấy can đảm thật. Sao mình không đề nghị với chủ nhà thưởng cho cậu ấy một dàn máy tính? Nhà người ta cháy hết trơn, đề nghị sao được? Chúng mình có cách gì giúp cậu Thành không? Số tiền tới cả triệu đồng chúng mình làm sao mà có? Để em về gom hết sách cũ đem bán, rồi em đập con heo đất, chắc được 100.000 đồng, đủ mua con chuột, chỉ còn thiếu dàn máy nữa thôi. Anh Hân này nghèo em mãi. Chắc chúng mình phải đợi tới 3 tháng nữa mới có dịp. 3 tháng nữa tới lễ Giáng sinh, tớ sẽ vẽ thiệp các cậu đem bán, hy vọng có đủ tiền. Có lý, nhưng lâu quá, tội nghiệp cậu Thành. Đành vậy chứ biết làm sao hơn. Chúng mình còn đi học, làm sao mà hô một tiếng là có tiền liền. Quyết định thế đi, chúng mình đợi tới lễ Giáng sinh. 3 ngày sau. Khánh ơi, tớ có cách kiếm tiền rồi. Cậu đọc tờ báo này rồi sẽ rõ. Công ty sản xuất cao dán hiệu con cọp sẽ tổ chức một đêm đấu võ để chứng tỏ khả năng kỳ diệu của loại cao dán này. Người thi đấu bị đau, bị bầm, bị sưng sẽ được dán cao ngay tại chỗ để khán giả thấy loại cao dán này làm tan chỗ sưng, chỗ bầm, giảm đau một cách nhanh chóng, một cách quảng cáo sống động. Mỗi trận đấu, người thắng được thưởng 1 triệu đồng, người thua được thưởng 500.000 đồng. Cậu định ghi danh thi đấu, cậu xin phép bố mẹ chưa? Rồi, tớ xin phép rồi. Chỉ có cách này là có tiền nhanh nhất. Theo cậu nghĩ cậu sẽ được 1 triệu hay 500 ngàn đồng? Bao nhiêu cũng được, chịu đóng bằng sồi một chút mà giúp được cậu Thành, tớ vui rồi. Vả lại tớ học võ lâu rồi mà chưa có dịp thi thố tài năng, sẵn dịp này tớ thử một phen. Đồng ý, nhưng cậu cố đừng để bị gãy răng à. Trồng một cái răng tốn nhiều tiền lắm đó, không khéo số tiền cậu kiếm được không đủ làm răng mới đấy. Các cậu thấy tớ hay đùa, xem thường tớ hả? Hãy đợi đấy. Đi ghi danh nhanh lên kéo hết chỗ, nhớ mang theo thẻ võ sinh đấy. Anh Hân nhà mình có học võ à? Cậu ta học võ karate đã 3 năm nay rồi. Thế mà em chẳng nghe anh ấy nói gì cả. Người học võ phải như thế, không khoe khoang. Trận thứ 3, võ sĩ Lê Hân gặp võ sĩ Trần Hạnh. Cậu xui rồi Thành ơi. Ôi chào, anh Hân đã to con, mà đối thủ của anh ấy còn to cao hơn nữa. Có khai mang tuổi không vậy? Lãnh 500 ngàn rồi. Dạ. Võ sĩ Trần Hạnh thắng võ sĩ Lê Hân. Ra quân trận đầu thua liền. Hi hi, hắn to con quá, ta đấu không lại. Thôi thì có bao nhiêu hay bấy nhiêu. Không dám nhìn bạn mình. Cao dán có công hiệu không phải anh Hân? 500 ngàn đồng cũng có thể mua được một dàn máy tính cũ hơn một chút. Em có 100 ngàn đồng đây, em mới đập con heo đất. Quỹ đội hiện có 80 ngàn đồng, góp thêm vào vậy là chúng mình có 680 ngàn đồng. Thủ quỹ giữ tiền, chủ nhật tới mình tranh thủ buổi họp đội đi mua máy cho cậu Thành. Máy tính dưới 1 triệu đồng tệ quá, dùng không được đâu. Các cháu mua máy cho cả đội dùng mà.
Dạ không phải ạ, chúng cháu mua tặng cho một người bạn. Chuyện là thế này ạ. Thế à, cậu bé ấy thật dũng cảm, các cháu cũng đáng khen nữa. Bác ủng hộ thêm cho đủ tiền để mua tặng cậu ta một dàn máy kha khá. Chúng cháu cảm ơn bác. Chia nhau khiêng máy về, máy cũ không có thùng, em khiêng cái nặng nhất. Rồi đó, tớ ráp máy xong rồi, cậu thử đi. Anh Thịnh cắt phiếu bảo hành này khi máy có sự cố. Người ta đâu có bảo hành máy cũ, em bảo hành. Bị bò biết sửa máy tính. Không phải em nói chưa hết lời, khi nào máy có sự cố cứ chở tới nhà em chở ra tiệm sửa giùm cho. Hi hi. Các cậu làm tớ cảm động quá.